Quý vị thân mến, khi hai người nam nữ muốn duy trì một mối quan hệ tình cảm lâu dài, họ cần có nguyên tắc và giới hạn. Ví dụ như, nam giới cần mạnh mẽ, có chủ kiến của mình, nhưng cũng cần học cách lắng nghe và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai người, để người bạn gái cảm thấy anh ta là một người an toàn, có thể nương tựa. Còn những cô gái cần học cách biết giữ khoảng cách, không vội vã nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành, quan tâm. Để bắt đầu một tình yêu lâu bền và hạnh phúc, có lẽ chúng ta sẽ cần đến 6 chiếc chìa khóa sau đây. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Sáu nguyên tắc vàng để bắt đầu một tình yêu lâu bền, hạnh phúc. Hầu hết phụ nữ đều thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ. Một người đàn ông có phong thái thấp kém, thậm chí không có chủ kiến, thường có thói quen để nữ giới chỉ đạo, sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy không an toàn. Đó là lý do vì sao đôi khi người phụ nữ sẽ có biểu hiện liều lĩnh, thậm chí nóng nảy. Trên thực tế, họ đang muốn tìm được cảm giác an toàn từ người đàn ông mà họ lựa chọn. Là một người đàn ông, nếu muốn thể hiện bản lĩnh của mình, bạn phải tự đặt ra cho mình những nguyên tắc và giới hạn. Người phụ nữ sẽ cảm thấy bạn là người đáng tin cậy. Ngược lại, họ sẽ nhận thấy bạn không thể là chỗ dựa an toàn, tương lai không thể bảo vệ cô ấy. Một trong những nguyên tắc mà nam giới cần học hỏi là biết vun đắp mối quan hệ giữa hai người. Nam giới cần chú ý giữ vị trí chủ đạo, vai trò quyết định, nhưng cũng cần suy nghĩ tới tâm lý của người kia. Trong một mối quan hệ tình cảm, bạn gái thường đặt rất nhiều kỳ vọng vào bạn trai. Là người đàn ông, nếu không sẵn lòng, chân thành vì đối phương mà nguyện ý hy sinh, thì sẽ rất khó nhận được sự tin tưởng của người phụ nữ. Còn đối với phụ nữ thì sao? Trước khi ra mắt họ hàng hai bên và có cơ hội gặp gỡ bạn bè của người yêu mình, không nên tiếp xúc quá mức thân mật với bạn trai. Nếu người con gái sớm đặt quá nhiều tình cảm vào bạn trai, thì cũng chính là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm với tình cảm và tương lai của mình. Những cô gái ban đầu biết giữ khoảng cách, không vội vã, vồ vập, là vì họ hy vọng có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài và an toàn. Muốn có một tình yêu lâu dài, có lẽ cả hai đều nên cần những nguyên tắc ứng xử này. Chìa khóa của tình yêu hạnh phúc chính là sự thấu hiểu. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu được một nửa của mình thích gì, ghét gì, mong muốn điều gì. Vì chỉ có như thế, bạn mới có thể đi thật lâu trên con đường tình yêu của mình. Đa số chúng ta khi bước vào tình yêu vì quá đam mê và hưng phấn mà lại hầu như quên đi những nhu cầu và khát khao của đối phương. Điều này có thể gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ. Hãy là chính bạn kể từ khi bắt đầu tình yêu. Luôn thể hiện con người thật của mình. Đừng che giấu cảm xúc, những gì bạn yêu và ghét. Bởi việc sống với bộ mặt nạ, ngay cả với người mình yêu thương, sẽ làm bạn thêm mệt mỏi. Chẳng ai diễn được với nhau cả đời. Đến một ngày nào đó, khi họ nhận ra chân tướng, sẽ chỉ khiến kết cục tệ hại hơn mà thôi. Chi bằng cứ chân thành ngay từ đầu. Không nên ghen tuông mù quáng. Trong tình yêu, ghen tuông chính là một gia vị không thể thiếu, khiến tình yêu thêm thăng hoa. Thế nhưng, ghen tuông đâu thể khiến người ấy chỉ quan tâm mình và hiểu được tình cảm của mình. Một số người muốn cho người yêu mình biết mình yêu họ. Nhưng sự ghen tuông quá mức, đôi khi là quá đáng, khiến họ chỉ thấy mình bị kiểm soát và mất tự do hơn mà thôi. Có rất nhiều đôi lứa không thể kéo dài tình yêu được lâu chỉ vì ghen tuông quá mức.
hãy ứng xử một cách thông minh để tình yêu của hai người được trọn vẹn hơn. Hãy để cho tình yêu có không gian để thở trước khi có những điều đi quá giới hạn. Đôi khi chính những điều bạn mộng tưởng lại bóp nghẹt tình yêu, khiến nó phải tắt thở theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mối quan hệ bền vững không phải luôn đòi hỏi sự hy sinh. Sự hy sinh trong tình yêu có lẽ là điều hiển nhiên. Bạn cố gắng giữ gìn mối quan hệ hạnh phúc bằng cách liên tục hy sinh bản thân vì người kia. Tuy nhiên, để giúp mối quan hệ trở nên lâu dài, thì cả hai cần phải giữ được tính cách của riêng mình. Chỉ có loại bỏ dần sự ích kỷ mà thôi. Không phải lúc nào cũng phải hy sinh vì những điều vô lý, không đúng đắn. Học cách tha thứ. Khi hai tính cách khác nhau ở gần nhau, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Đừng nên cố gắng thay đổi nửa kia của mình. Hãy giữ lấy sự khác biệt và học cách yêu thương cũng như tha thứ. Người bạn đời lý tưởng không phải là người hoàn hảo tuyệt đối, mà là người có những lỗi lầm khiến bạn vui vẻ điều chỉnh cùng nhau. Hãy chia sẻ mọi thứ, nhất là chuyện không vui. Nếu có việc gì khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy sẵn sàng chia sẻ với người yêu. Có thể điều đó khiến nửa kia cảm thấy đau lòng, nhưng sẽ giúp cả hai xây dựng mối quan hệ gần gũi, mật thiết hơn. Cũng nên học cách phân biệt được khi nào người mình yêu đang giấu bạn một điều gì đó. Tất nhiên điều này không dễ dàng gì, nhưng chính nó mới khiến bạn học được chữ nhẫn vậy. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.